Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, sau khi tiến vào lĩnh ngộ không gian pháp tắc, La Trình đã thành công thông qua cửa ải tầng 1 và nhận được pháp tắc tẩy lễ. Tuy thứ này không giúp tu vi của La Trình tăng lên, nhưng lại có thể làm tăng độ tương thích với tất cả các quy tắc. Nói cách khác, nếu La Trình muốn tu luyện quy tắc hệ lôi và quy tắc hệ hỏa thì cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Sau khi quá trình này kết thúc, Vân Lạc lập tức đi đến chỗ La Trình động viên. Chỉ cần ngươi thông qua cửa ải thứ hai thí luyện linh hồn sẽ có thể trở thành đệ tử của Long Uyên Cung ta và nhận được phần thưởng máu chân long. La Trình gật đầu đồng ý, nhưng hắn cũng không vội tiến đến tầng 2 pháp tắc không gian, bởi sau khi đạt được pháp tắc tẩy lễ, hắn cảm nhận được những cột bia pháp tắc khác như đang kêu gọi mình vậy. Trong lòng thầm nghĩ, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? La Trình đi liền dùng thời gian 3 ngày lĩnh ngộ hết hoàn toàn những quy tắc căn bản của các hệ lôi, hỏa, thổ, phong. Sau đó mới đi tìm Ngụy trưởng lão tham gia huấn luyện linh hồn. Linh hồn La Trình chưa từng tiến hành huấn luyện theo hệ thống. Thật ra, trong đông vực cũng không có điều kiện này. Ban đầu linh hồn của hắn đã được lò luyện thần bí rèn luyện, rồi tu luyện kinh thần thứ, còn cắn nước không ít mai yểm tinh hoa. Dù nói linh hồn La Trình cũng mạnh hơn phần lớn võ giả đồng giai, nhưng nhất định vẫn phải tiến hành một đợt huấn luyện tập trung. Sau khi đến địa điểm huấn luyện, La Trình nhìn thấy có một quả cầu kỳ dị màu đen, khiến linh hồn hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Ngụy trưởng lão lên tiếng giới thiệu, đây là oán linh của tà linh kiêu thú, linh hồn của nó đã đạt đến chiến hồn cảnh, hơn nữa lại là ngọc bích chiến hồn. Sau khi nghe xong hướng dẫn, La Trình cũng liền dẫn linh hồn của mình về phía quả cầu đen. Rất nhanh, một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, khiến hắn vô cùng khó chịu. Vừa bắt đầu, La Trình chỉ có thể kiên trì thời gian 10 nhịp thở, sau đó dần dần thích nghi đã trụ được lại trong khoảng một nén nhang. Hắn tiếp tục tiến lại gần hơn với tà linh kiêu thú. Trong lúc ấy, Thôi Doạn cũng đang bị từng đợt tấn công không ngừng trùng kích linh hồn hắn. Nhưng mà khi phát hiện ra La Trình thì tên gia hỏa này lại phẫn nộ vọt người lên muốn quyết chiến sinh tử với hắn. Bởi vì bên ngoài không gian thí luyện chân long giới không cho phép đánh nhau nên gã ta chỉ có thể nhân cơ hội này trả thù mà thôi. Hơn nữa, phát hiện ra La Trình đã gần đạt đến chiến hồn cảnh, Thôi Doãn lập tức đuổi theo hạ sát hắn, cũng là phòng ngừa hậu họa cho yêu tộc. Cách đó không xa, La Trình đang tập trung chịu đựng uy áp linh hồn để rèn luyện thì thấy có bóng người lao đến, hắn nghiêng người tránh được, sau đó khó chịu nhìn về phía tên âm hồn bất tán kia. Lúc này thì Thôi Doãn lại phóng công kích về phía hắn, nhìn thấy tên giao hỏa kia có thể ngưng tụ hồn lực thành vũ khí, La Trình chợt hiểu ra gì đó. Thủ pháp này giống với cách sử dụng kinh thần thích của hắn, cho nên La Trình cũng liền học theo thi triển ra vũ khí đối chọn lại. Thế vậy, những võ giả khác đang tu luyện cũng ngao ngán lắc đầu, uy áp linh hồn mãnh liệt như thế để tu luyện vốn đã là chuyện vô cùng tra tấn người ta rồi, vậy mà bây giờ lại có người còn sức để đánh nhau. Sau một hồi giao chiến, La Trình đã thấm mệt, cho nên hắn quyết định tiến lại gần với tà linh kiêu thú hơn, áp bức linh hồn cường đại không phải thứ mà Thôi Doãn có thể chịu được. Hiển nhiên, cách này có hiệu quả, nhưng mà La Trình cũng quả thật đen đủi, hắn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiến đến vòng cao hơn, La Trình lại gặp phải sự truy sát của Thư Nguyệt Cuồng. Hắn vừa cố gắng phản kích đòn tấn công của tên gia hỏa kia, đồng thời vừa tiến lại gần kiêu thú muốn chạy thoát. Mắt thấy đối thủ muốn bỏ chạy, lửa giận của Thư Nguyệt Cuồng lại càng lớn, võ kỹ linh hồn chiến quỷ song đao phóng ra một đường đuổi theo, muốn lấy mạng La Trình. Đúng lúc này, giọng nói của Thanh Long vang lên bên tai La Trình. Lát nữa, ngươi tìm cơ hội tiếp cận, ta muốn nuốt linh hồn của tà linh kiêu thú. Hiện tại, nó bị trói chặt nên đã sớm suy yếu đến cực điểm. So với ta bây giờ thì cũng là kẻ tám lạ người nửa cân, ngươi chỉ cần nghĩ cách để phá vỡ lôi khóa uẩn hồn âm dương là được rồi, những chuyện khác giao cho ta xử lý. Vẻ mặt La Trình đau khổ nói, như vậy sao được, cho dù ngươi có bản lĩnh nuốt tà linh kiêu thú này thật thì bỗng nhiên nó biến mất, ta phải giải thích thế nào? Muốn bắt giữ tà linh con kiêu thú có ngập bích chiến hồn này cũng không đơn giản. Nếu trước mắt bao nhiêu người thế này mà La Trình lại nuốt mất thì đúng là không biết nên giải thích thế nào cho bên kia. Thanh Long cười hắc hắc nói, chính ngươi tự xem xét mà xử lý đi, dù sao ngươi giúp ta nuốt tà linh kiêu thú này thì cũng rất có lợi cho ngươi. La Trình nghe vậy vội đáp, rốt cuộc là có lợi gì, ngươi nói trước đi. Thanh Long kiên nghị đáp, trước mắt giải quyết tên tiểu tử kia đã, xong chuyện một phần linh hồn của tà linh kiêu thú để cho ta tự tầm bổ, còn một phần khác ta định dùng để đánh thức thất ca của ta, còn lại thì giúp hồn chủng của ngươi. Đến đây thì cũng hết tập 81 bách luyện thành thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.